Nữ chính Lin là một cô gái với thành tích học tập xuất sắc, đặc biệt cô nàng có thế mạnh về toán học. Ở trong nước, Lin giành được rất nhiều giải thưởng và danh hiệu chất cao hơn núi. Hôm đó, người bố đã đưa cô đến một trường học quý tộc để phỏng vấn. Tất nhiên, hiệu trưởng rất muốn giữ lại học sinh ưu tú này, nhưng nhà của Lin bần hàn, chỉ tính sơ sơ các khoản như tiền học phí một năm, tiền ăn ở đi lại sẽ tốn hơn 150.000 đô. So với trước đây, con số này không hề thấp. Hiệu trưởng thấy vậy liền nói học phí của Lin có thể miễn, còn hứa sẽ cấp học bổng, trợ cấp bữa trưa cho Lin. Đây quả là một thỏa thuận tốt, Lin vui vẻ đồng ý. Thế là cô bé chính thức chuyển đến trường này. Khi Lin chụp ảnh gặp được một cô bạn xinh đẹp và rất nhiệt tình tên Grace. Grace chủ động giúp Lin chỉnh đầu tóc để chụp một tấm ảnh thật đẹp. Trùng hợp là hai người học chung lớp, lại còn là bạn bàn trước bạn bàn sau. Hôm đó Grace nói với Lin, học kỳ này nhà trường yêu cầu điểm trung bình phải từ 79 trở lên thì mới được tham gia đoàn kịch, nhưng điểm toán của Grace rất thấp nên xếp hạng bị kéo xuống. Grace cầu xin Lin giúp mình ôn tập. Lin không cưỡng lại sự dễ thương của cô bạn nên đã đồng ý. Cũng đã đến ngày thi, Lin phát hiện đề trong bài thi đều giống hệt kiến thức mà cô đã ôn tập cho Grace, nhưng Grace ngốc nghếch vẫn bối rối, nói rằng mình không biết làm. Lin là giáo viên dạy kèm của Grace không nhìn nổi nữa, liền vội vàng hoàn thành bài thi của mình, sau đó viết đáp án lên một cục tẩy, rồi nhẹ nhàng cởi giày và bỏ nó vào trong đó. Nhân lúc giám thị đang chợp mắt, đã thành công đẩy chiếc giày có đáp án đến chỗ Grace. Lúc này giám thị tỉnh dậy, không có việc gì liền đi loanh quanh, nhưng Grace thực sự rất hậu đậu, sau khi đổi giày đã dùng lực đẩy quá mạnh, khiến chiếc giày văng ra ngoài. Nhìn thấy giám thị sắp bước về đến chỗ ngồi, trong lúc nguy hiểm, Lin liền nhanh trí sắp xếp bài thi rồi xỏ giày đi lên nộp bài. Trời ơi, thật sự quá nguy hiểm. Nhờ sự giúp đỡ của Lin, Grace đã vượt qua ranh giới thành công. Grace được vào đoàn kịch nên rất biết ơn Lin. Hôm đó, Grace đưa Lin đến gặp bạn trai cùng lớp của mình tên là Pet. Sau khi tắm ở bể bơi sang trọng tại nhà Pet, anh hy vọng Lin cũng sẽ giúp đỡ mình trong kỳ thi tới. Tất nhiên anh sẽ trả công cho Lin, mỗi một môn học sẽ là 3.000 đô. Anh còn 5 người bạn cũng muốn tham gia. Tạm tính là học kỳ sau có 13 môn, cộng lại có thể có 230.000 đô. Từ chỗ Pet, cô ấy biết được, khi mỗi người nhập học ngoài học phí, còn phải nộp cho nhà trường một khoản lớn, đó là tiền tài trợ. Khi về nhà, Lin phát hiện ra biên lai 200.000 đô, bố đã nộp cho nhà trường mà cô không hề biết. Xem ra Pet đã nói thật, Lin nhìn lại tờ giấy ly hôn của bố và mẹ, cô cảm thấy một mình bố sẽ không dễ dàng để nuôi nấng cô, số tiền này sao có thể kiếm lại được. Thế là cô đã triệu tập những người bạn giàu có đến nhà, bên ngoài là dạy họ chơi đàn nhưng thực tế là dạy họ gian lận. Lin biểu diễn 4 ngón tay để đàn, mỗi ngón đại diện cho 4 câu trả lời cho ABCD. Sau 45 phút khi bài thi bắt đầu, cô sẽ gửi tín hiệu cho họ biết câu trả lời. Thế là những cô chiêu cậu ấm nhờ cách này mà đạt được kết quả xuất sắc, mỗi người có được điều mình muốn. Đội gian lận đã diễn ra rất thuận lợi, tài khoản của Lin cũng từ đó nhận được rất nhiều tiền. Lin mua cho bố một chiếc áo hàng hiệu, ông ấy nghĩ rằng đó là tiền cô dạy piano. Thế là họ đã in chương trình tuyển sinh. Tin tức về lớp học piano của Lin đã lan rộng ra toàn trường, ngày càng có nhiều học sinh mới đến và có xu hướng cùng vượt quá cầu. Sang năm thứ hai trung học, chúng ta có thêm một thiếu niên tài năng nữa, cậu ấy tên là Banh. Banh và Lin hợp tác tham gia một cuộc thi toán quốc tế. Sau khi thi đấu, cặp đôi này càn quét mọi đối thủ ở trường khác, đã giành được chức quán quân và mang về vinh quang cho trường. Hai người đều có sở trường riêng của mình. Sở trường của Lin là tính toán, còn sở trường của Banh là ghi nhớ. Cậu có thể đọc số pi đến hơn 10 chữ số ở hàng thập phân. Hiệu trưởng nói có một tin vui và một tin buồn mà mình sắp nói ra. Tin tốt đó là năm sau có một học bổng được Singapore tài trợ, có thể hoàn toàn tài trợ cho sinh viên học từ đại học lên tiến sĩ. Tin buồn là một trường chỉ được một người. Cũng chính vì vậy mà hai người từ đối tác trước đó bây giờ lại trở thành đối thủ của nhau. Gia đình của Banh còn bần hàn hơn, nhà anh mở tiệm giặt là, bởi vì máy giặt thường xuyên bị hỏng nên hầu như mỗi ngày mẹ của cậu đều giặt quần áo bằng tay để nuôi sống gia đình, bàn tay cũng trở nên thô ráp. Banh rất hiếu thảo, ngoài việc học tập ở trên trường, cậu còn giúp mẹ giặt quần áo mỗi khi ở nhà. Ngày hôm đó có một kỳ thi quan trọng, một người bạn học cùng lớp đã thương lượng có thể copy đáp án của Banh không. Cậu ta đồng ý trả 3.000 đô để cảm ơn, nhưng Banh đã thẳng thừng từ chối mà không suy nghĩ. Bài thi bắt đầu diễn ra, sau một lúc nhóm người Lin mới phát hiện ra lần này có hai bộ đề AB, các câu hỏi trong hai bộ đề hoàn toàn khác nhau, điều này thật phiền phức. Lúc này Banh nhìn thấy cậu bạn vừa rồi đang nhìn bài Lin, thế là Banh vội vàng làm xong bài thi và chuẩn bị nộp bài. Trên đường đi giả vờ làm rơi bài thi để ám chỉ với Lin, người đeo kính đang nhìn bài cậu, nhưng anh đâu biết rằng hai người họ là cùng một nhóm. Khi nộp bài, Banh còn nói nhỏ với thầy giám thị rằng người đeo kính đang nhìn bài Lin, nhưng thầy giáo không để ý đến. Học sinh trong lớp piano có một số là đề A, cũng có một số là đề B. Thế là Lin giải đáp của bài thi A trước, rồi thông qua ngón đàn piano gửi đáp án đến người có bài thi là A. Sau khi hoàn thành câu cuối cùng, các học sinh tiến lên nộp bài. Lúc này Lin lợi dụng sự hỗn loạn đã đổi bài thi A của cô ấy với bài thi B của cậu bạn đeo kính. Thời gian chỉ còn lại 20 phút, Lin phải chạy đua với thời gian. Trên giấy nháp có đủ các loại phép tính, các học sinh có đề thi B thì vô cùng lo lắng. Cuối cùng chỉ còn lại 5 phút để hoàn thành, tín hiệu mới được đưa ra, mọi người cố gắng nhìn theo để tô đáp án. Nhưng 5 phút trôi qua rất nhanh mà ám hiệu vẫn chưa kết thúc. Giám thị nổi giận khi thấy học sinh vẫn đang viết mà không có ý định dừng lại, liền bước xuống chỗ bàn Lin mà đập vào bài thi. Em đã đứng đầu trường còn muốn thế nào nữa? Thầy giáo cưỡng chế thu bài. May mắn là họ đã trả lời hầu hết các câu hỏi, như vậy cũng đủ để họ đạt được thành tích tốt. Lúc này hiệu trưởng đột nhiên gọi Lin và cậu bạn đeo kính đến văn phòng. Hóa ra là Banh đã báo cáo với hiệu trưởng chuyện bạn mình sao chép bài thi của Lin. Cậu bạn đeo kính vẫn không chịu nhận, nhưng hiệu trưởng tinh tế phát hiện ra trên giấy nháp của Lin có câu hỏi khác với bài thi.
Việc này không thể giải thích rõ ràng, thế là bà ấy lập tức gọi bố Lin đến, vì nghĩ đây là lần đầu Lin vi phạm, nên quyết định hình phạt là hủy học bổng, còn dạy dỗ Lin rằng trường học là nơi để học, không phải nơi em có thể kiếm tiền. Nghe thấy lời này, Lin nở nụ cười rồi đáp lại, vậy 200 đô mà bà ấy bắt bố cô nộp là có ý gì? Hiệu trưởng nghe xong mất kiên nhẫn, bố cô vội vàng lên tiếng. Vì hiệu trưởng rất tức giận, nên đã quyết định loại Lin khỏi cuộc thi giành học bổng Singapore và hủy bỏ việc miễn học phí, nếu không Lin phải thôi học. Vì người có địa vị thấp sao dám không cúi đầu, nên Lin đành thỏa hiệp. Banh vốn không có ý này, nhưng thắng không cần chiến đấu khiến cậu thấy hổ thẹn. Khi về đến nhà, bố Lin rất tức giận và cởi ra chiếc áo hàng hiệu, yêu cầu Lin trả lại số tiền cho những học sinh đến học piano. Chớp mắt đã sang năm 3, hôm đó Grace lại tìm đến Lin để nhờ giúp. Hóa ra bố mẹ giàu có của Pet vẫn cho rằng cô đang phụ đạo cho cậu, vậy nên việc học của Pet mới có tiến bộ nhanh như vậy. Họ quyết định đưa con trai qua Mỹ du học và hy vọng Grace có thể cùng đi đến Mỹ để phụ đạo cho Pet. Học phí họ sẽ lo tất cả, nhưng nếu muốn du học tại Mỹ thì có một kỳ thi STIC cần phải vượt qua. Việc này đành phải nhờ Lin giúp đỡ, nhưng Lin không muốn có thêm sai lầm. Ngay lúc này cô lại phát hiện ra cách gian lận không chê vào đâu được. Mặc dù kỳ thi STIC được tổ chức vào cùng một ngày trên toàn thế giới, nhưng do chênh lệch múi giờ giữa các quốc gia nên đây là cơ hội. Ví dụ như Lin bay đến Sydney dự thi sớm hơn 4 tiếng so với Thái Lan thì có thể gửi đáp án về Thái Lan để giúp nhiều thí sinh Thái Lan vượt qua kỳ thi này. Đồng thời Lin muốn thu hút thêm nhiều ứng viên khác cùng thi STIC để ba người kiếm được tiền. Như vậy Lin có thể đi cùng họ đến Mỹ du học. Họ tiến hành phân việc cụ thể. Grace cùng Beth phụ trách tìm ứng viên muốn thi, còn Lin phụ trách thi. Lin quyết định học thuộc hết các đáp án nhưng có tới 100 câu hỏi. Thời gian không còn đủ, cô chỉ thuộc được một nửa đáp án còn lại sẽ tìm đến Banh nhờ giúp đỡ. Nhưng họ đều biết Banh ngay thẳng nhất định không tham gia. Thế là vào tối trước ngày Banh tham gia kỳ thi học bổng Singapore, Beth đã tìm người đánh lén cậu. Sáng hôm sau thì mặt mũi Banh tím bầm tỉnh dậy trong một bãi rác, bỏ lỡ cuộc thi giành học bổng Singapore. Tất nhiên chuyện này Lin không hề biết. Lin vạch ra kế hoạch cụ thể, trong lúc thi có 2 lần nghỉ giữa giờ, Lin sẽ giấu điện thoại trong bồn cầu nhà vệ sinh, nhân lúc nghỉ giữa giờ đi vệ sinh để gửi đáp án về Thái Lan. Pet và Grace sẽ in đáp án ở trên mã vạch của bút chì. 4 mã vạch có độ dày khác nhau tượng trưng cho 4 đáp án ABCD. Số bên phải mã vạch là đáp án của điền vào chỗ trống. Hôm đó 7:30 các thí sinh sẽ rời khỏi điểm tập trung và có xe máy đưa họ vào phòng thi. Pet nhờ vào buổi giải thích đầy ngẫu hứng này đã thu hút được nhiều ứng viên sẵn sàng trả tiền để tham gia. Lin đến nhà Banh nhờ cậu giúp đỡ. Lin nói với cậu ấy chúng ta là cùng một loại người, không giống như Pet và Grace sinh ra đã ngậm thìa vàng. Chúng ta chỉ có thể đánh đổi nhiều hơn để có được thứ mình muốn. Banh đã bị thuyết phục trong lúc tuyệt vọng. Thế là một nhóm người đã bí mật đến một xưởng in để chuẩn bị cho kỳ thi. Lin và Banh cùng nhau đăng ký cho kỳ thi STIC ở Sydney. Hai người phân chia mỗi người nhớ một nửa đáp án, nhưng do thời gian cấp bách, cuối cùng trong lúc thi, Banh sẽ phải giả vờ ốm để rời khỏi đó trước. Khi gửi câu hỏi về Thái Lan, Banh có thể nhận được 1 triệu đô, ba người còn lại mỗi người 2 triệu. Lúc này Pet để lộ sơ hở rằng mình đã tìm người đánh đập Banh, khiến cho Banh mất đi cơ hội tham gia cuộc thi giành học bổng Singapore. Banh tức giận lao đến muốn giải quyết với cậu ta, khi Lin tiến đến để ngăn lại thì bị đánh chảy máu mũi. Banh máu dồn lên não, tức giận mắng chửi Pet rằng mỗi ngày mẹ của mình đều làm việc rất khổ cực nên bản thân cậu không có được cuộc sống tốt như Pet. Nhận được học bổng là lối thoát duy nhất để mẹ được sống tốt hơn, dựa vào đâu cậu làm như vậy? Cuối cùng Banh đã rời đi và không muốn tiếp tục làm việc này nữa. Nhưng trên đường về Banh nhìn thấy một quảng cáo bột giặt, cậu liền nhớ đến người mẹ vất vả lam lũ của mình. Sau khi Lin biết sự thật cũng rất tức giận, cô không ngờ hai người lại dùng cách này để lôi kéo Banh vào đội, cho nên cô đã quyết định rút lui. Không ngờ trên đường về gặp Banh đã thay đổi quyết định, thế là hai người lại quay về, nhóm vẫn tiếp tục hoạt động. Hai người cùng ngồi máy bay đến Sydney, Banh đứng gần nhà hát Opera Sydney thở dài. Cậu biết không, đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài. Lin nói bắt đầu từ ngày mai cậu có thể đi du lịch khắp nơi. Sau đó cả hai cùng chụp chung một bức ảnh. Cuối cùng đã đến ngày thi, cả hai người sau khi vào phòng thi liền đi vào nhà vệ sinh, dán điện thoại dưới nắp bồn cầu để một lát nữa sẽ gửi tin nhắn. Sau đó hai người sánh vai nhau và ngạo nghễ bước vào phòng thi. Phần 1 là câu hỏi trắc nghiệm, tổng cộng có 52 câu và 45 phút để làm. Sau khi dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành, thì hai người bắt đầu học thuộc đáp án đề thi. Banh nhớ 26 câu đầu tiên, Lin nhớ 26 câu còn lại. Khi đến giờ nghỉ cả hai vội vàng lao vào nhà vệ sinh. Pet và Grace bên này đã chuẩn bị sẵn sàng, ứng viên và đội xe máy cũng đã sớm đến xưởng in để chuẩn bị nhận lấy đáp án. Trong nhà vệ sinh hai thiên tài đang nhập đáp án vừa nhớ được vào điện thoại. Lin nhập xong trước liền gửi đáp án cho Pet. Lúc này Banh vì muốn trả đũa chuyện Pet làm với mình, đã yêu cầu Pet chuyển cho mình 1 triệu đô trong vòng 5 phút, nếu không sẽ không gửi đáp án. Pet bên này đã phát điên lên rồi. Cuối cùng Grace đành phải gửi trước cho Banh 485.000 đô vì chưa đủ tiền. Lúc này Banh mới gửi đáp án về. Cặp đôi này chạy đua với thời gian để nhập đáp án vào máy tính, rồi in ra mã vạch tương ứng và dán lên cây bút chì. Bộ đôi thiên tài nhanh chóng trở lại phòng thi sau khi gửi đáp án. Phần thi thứ hai bắt đầu, hai người cố gắng học thuộc đáp án của các câu hỏi trong bài thi. Đến giờ nghỉ lại vội vàng chạy đến nhà vệ sinh, nhưng đã xảy ra chuyện, nhà vệ sinh Lin giấu điện thoại có mấy người đứng xếp hàng, mấy cô gái đó đi rất mất thời gian, còn bên phía Pet thì bị dục vì đi mãi không chịu ra. Nhân viên bảo vệ bắt đầu gõ cửa, Banh bắt đầu luống cuống. Sau khi gửi đáp án và xóa lịch sử trò chuyện thì Banh vô tình làm vỡ nắp bồn cầu, vì muốn tiêu hủy chiếc điện thoại nhưng nó không thể trôi. Lúc này bảo vệ đã xông vào, Lin bên này khó khăn lắm mới vào được nhà vệ sinh, nhưng cô vừa vào đã bị nhân viên gõ cửa, nói rằng thời gian thi sắp bắt đầu để Lin quay lại phòng thi. Sau đó nhân viên đó vào kiểm tra, may mắn là Lin vừa cầm được điện thoại ra. Khi bước ra ngoài thấy Banh đang bị bảo vệ thẩm vấn,
Cô lo lắng đến toát mồ hôi, một vài thí sinh bị khám xét ở trước phòng thi. Lin đành đem điện thoại giấu vào dưới bình nước. Thời gian làm bài bắt đầu, banh không thể quay lại khiến Lin cảm thấy khó khăn hơn. Lin chỉ có thể viết ra đáp án mà trước đó chưa gửi được ra giấy trước. Sau đó tiếp tục làm bài thi mới, nhưng muốn một người ghi nhớ tận 3 bộ đáp án thì rất khó. Lúc này Lin nghĩ ra một cách, đem đáp án biến thành những nốt nhạc, phổ thành nhạc không phải sẽ dễ hơn sao? Thế là Lin dùng cách này để nhanh chóng ghi nhớ đáp án trong đầu. Lúc này ở Thái Lan đã gần 7 giờ, các ứng viên đã nộp tiền, cùng với đội xe máy vô cùng sốt ruột, cảnh tượng rất hỗn loạn. Lúc này Lin bắt đầu viết nhạc, sau khi ghi nhớ nhanh vài từ khóa, Lin tìm cách để rời khỏi phòng thi. Banh không thể giả vờ ốm nữa thì đến lượt cô. Cô nàng can đảm dùng bút chì chọc mạnh vào cổ họng của mình. Sau những nỗ lực cuối cùng, Lin đã nôn ra được, rồi nhân cơ hội đó rời khỏi phòng thi. Cô lấy điện thoại ra khỏi bình nước và lại để trong giày rồi rời đi. Lúc này cô nhìn thấy nhân viên bảo vệ hung hãn đi tới, chắc là tới tìm cô. Lin chỉ đành chơi trò chuột trốn mèo với ông ấy. Sau một hồi mèo vờn chuột căng thẳng, cuối cùng Lin cũng trốn thoát. Khi cô lấy điện thoại ra chuẩn bị gửi đáp án thì nhân viên bảo vệ lại đuổi tới. Lin đành chạy vào tàu điện ngầm, vừa đi vừa gửi đáp án. Nhân viên bảo vệ như cái bóng ma âm thầm đuổi theo Lin. Các ứng viên chưa lấy được bút chì chứa đáp án thì lòng nóng như lửa đốt. Nhiều cuộc thảo luận xảy ra khiến Pet đành phải xuống, xoa dịu nói rằng mọi người yên tâm, sẽ đến kịp. Giữa chừng lại xảy ra vài sự cố ngoài ý muốn. Grace hết sạch bong giấy nhãn rắn, Lin thì bị quấy rầy bởi tiếng piano ở trên đường. Khi cô đến thì cửa tàu đã đóng ngay trước mắt, cuộc trốn thoát thất bại. Nhưng cuối cùng trong lúc tuyệt vọng, Lin đã nhớ ra khúc nhạc đó, rồi vội vàng gửi đáp án trước khi các ứng viên đi muộn. Lúc này Lin phát hiện đã đi đến cuối đường, và vì không muốn bị nghi ngờ nên đã đến máy bán hàng tự động mua đồ ăn nhẹ. Khi bảo vệ đến chạm vào thì Lin nôn ra lần nữa, bảo vệ yêu cầu cô quay lại phòng thi. Trước khi rời đi, Lin bỏ điện thoại vào túi của người đi đường để tiêu hủy chứng cứ. Bên này Pet phát cho mỗi người một chiếc bút chì, sau đó từng chiếc xe lao đến phòng thi. May mắn là đến kịp, Lin bị buộc quay lại phòng thi thì nhìn thấy Banh đang chờ để thẩm vấn. Vì lý do an toàn, Lin đành phải xóa bức ảnh quý giá chụp cùng Banh tại nhà hát Opera Sydney trong điện thoại. Sau khi về Thái Lan, cặp đôi Pet và Grace đã vui vẻ đón Lin trở về, nhưng Lin vô cùng suy sụp, Banh không những bị bắt mà còn bị hủy bài thi. Như vậy sao Lin có thể vui được, nhưng Grace muốn để cô đến chỗ khác thi lại. Sau đó đến Mỹ tiếp tục giúp họ gian lận, và lần này Lin đã hạ quyết tâm, không muốn dùng cách này để giúp nữa, nên cô đã kiên quyết từ chối. Các ứng viên vượt qua kỳ thi STIC đã tổ chức bữa tiệc để ăn mừng. Grace gửi tin nhắn cho Lin hỏi khi nào sẽ đến lấy tiền của cô. Lin nhận ra sai lầm của mình nên đã rời nhóm và không cần số tiền đó. Banh bị bắt quả tang trong kỳ thi nên đã bị đuổi học vì hành vi gian lận. Hôm đó Lin nhận được tin nhắn từ Banh yêu cầu cô đến chỗ cậu ấy. Lin đến đó thấy Banh tân trang lại tiệm giặt là bằng số tiền kiếm được từ lần này. Biển hiệu cũng đổi tên thành tiệm giặt là Mr. Banh. Hóa ra lần này Banh muốn nhờ Lin giúp mình để gian lận cho các học sinh khác. Cậu ấy đã tìm được một cuộc thi có tên là Gapat, nhiều thí sinh hơn, tiền kiếm được cũng nhiều hơn. Cô đã từ chối lời đề nghị của Banh và đã rời đi. Banh lại dùng đến mánh khóe là nếu như Lin không giúp thì cậu ấy sẽ vạch trần sự gian lận của hai người trong kỳ thi vừa qua. Lin đừng mong được đi du học, và tất cả các ứng viên đã gian lận trước đó, bao gồm cả hai người bạn tốt là Pet và Grace cũng sẽ bị khui ra. Nhưng Lin vẫn kiên quyết mở cửa rồi bước đi. Sau đó cô ấy ra đầu thú về việc mình đã gian lận trong kỳ thi STIC trước khi Banh làm điều đó. Bộ phim tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập phim tiếp theo trên kênh nha. Bye bye.